Hôm nay thì mưa có xu hướng sẽ nhiều lên đấy ạ. Khả năng các tỉnh ven biển miền Tây thì sẽ có mưa sớm từ sáng nay, còn hầu hết các tỉnh thành khác thì mưa sẽ tập trung vào khoảng thời gian trưa, chiều và tối. Có những nơi mưa vừa mưa to, cục bộ còn có những nơi mưa rất to. Đề phòng trong cơn dông sẽ xảy ra ngập úng cục bộ, đồng thời có lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa. Khi đi xe máy, nếu sử dụng áo mưa cánh dơi không đúng cách sẽ là nguy cơ dẫn đến nhiều vụ va chạm hay là tai nạn giao thông. Cách sử dụng đúng là không trùm tà áo, che kín đèn xe ở cả trước và sau. Nên ngồi đè lên tà sau, còn tà trước thì để trước đùi. Các nút bấm khóa trên áo phải được cài chặt. Và nếu buộc phải trùm áo mưa lên phía trước của xe thì nên chọn những loại áo mưa có tà trước trong suốt để tránh che đèn. Về nền nhiệt hôm nay ở tại Nam Bộ thì dao động ở ngưỡng khá là dễ chịu, khi mức nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu cũng như là nhiều nơi khác phổ biến trong khoảng 31 cho đến 32 độ C. Ít nơi như là Đồng Phú, Thủ Dầu Một hay là Biên Hòa nóng hơn 33 độ C. Tại thành phố đảo Phú Quốc hôm nay dự báo trời cũng có mưa sớm từ trưa chiều, có những nơi mưa vừa mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 30 độ C. Cùng chuyển sang dự báo thời tiết biển, khắp các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang hôm nay vẫn khá là bất lợi cho tàu thuyền hoạt động khi mà cảnh báo trời mưa dông dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa. Tàu thuyền khai thác ở các vùng biển này cần phải có các phương án để đảm bảo an toàn.